Thưa quý vị, thưa các bạn, tiết kiệm điện thành thói quen giờ đây không chỉ đơn giản là khẩu hiệu mà đã và đang được triển khai mạnh mẽ với những chương trình cụ thể, thiết thực. Thông điệp tiết kiệm điện đã và đang có sự lan tỏa sâu rộng hơn. Từng người dân, từng hộ gia đình sẽ ý thức được mỗi hành động tiết kiệm góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng, giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho gia đình và quốc gia. Tắt thiết bị khi không sử dụng, đó là câu nói thường trực trong gia đình ông Vũ Văn Thành, tổ 4, khu 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng chính là một trong những hộ đạt giải gia đình tiết kiệm điện năm 2023 vừa qua tại địa phương. Từ ngày chủ động tra cứu sản lượng tiêu thụ theo ngày qua app chăm sóc khách hàng của ngành điện, cùng với thói quen nhắc nhở, tuyên truyền về tiết kiệm điện đến các thành viên trong gia đình, nên bây giờ tiền điện hàng tháng của gia đình ông Thành được giảm đáng kể, góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường. Gia đình áp dụng cái phương pháp tiết kiệm điện là như là giảm bớt cái số lượng bóng đèn không cần thiết trong gia đình, và những thiết bị như nhà bếp thì cái gì không cần thiết thì mình cũng hạn chế. Bản thân tôi và gia đình dặn các cháu ở nhà là tiết giảm cái công suất điện năng của gia đình hàng tháng, thì mình dựa vào cái chỉ số đó và mình sẽ hạn chế tiếp theo của những tháng tiếp theo đi. Ông Nguyễn Bá Phương, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân là khách hàng sử dụng điện của công ty điện lực Hải Phòng cho biết, chi phí tiền điện hàng tháng rất quan trọng đối với gia đình, đặc biệt là vào mùa nắng nóng hay những dịp cận kề Tết Nguyên đán như hiện nay, khi mà các thiết bị làm mát tiêu hao nhiều điện năng hay các thiết bị sưởi, bình nóng lạnh được sử dụng nhiều hơn. Giờ đây, khi thực hiện triệt để việc tiết kiệm điện trong gia đình, như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, điều chỉnh ở nhiệt độ 27 độ C trở lên và cài đặt chế độ hẹn giờ tắt, hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt, thì tiền điện hàng tháng trong gia đình ông đã giảm rất nhiều so với trước đây. Cái app mà để theo dõi về điện, sau khi tôi áp dụng vào và tôi biết được cái hàng tháng tôi sử dụng điện như thế nào, số bao nhiêu số và tăng chỉnh về số như thế nào. Cho nên là có những tháng mà tôi thấy rằng là mình đang dùng bình thường lại bị tăng lên. Cho nên là tôi nhìn vào đấy, tôi điều chỉnh được ngay. Còn đây là một trong những buổi tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học. Tại buổi tuyên truyền như thế này, các em học sinh đã được trải nghiệm thực tế về nâng cao ý thức tiết kiệm điện. Những bài học về tiết kiệm điện cho học sinh dí dỏm và gần gũi đã giúp việc tuyên truyền trở nên thú vị và dễ tiếp thu. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn được thể hiện qua những hành động cụ thể như việc tắt điện khi ra khỏi phòng học, sử dụng ánh sáng tự nhiên trong việc học bài. Những hành động này trở thành nề nếp, thói quen hàng ngày của các em, không chỉ phát huy trong trường học mà còn được áp dụng tại gia đình và cộng đồng. Nhà trường thường tổ chức cho các em học sinh là tham gia các lớp học tập trải nghiệm về điện đấy. Ngoài cái việc là tham gia các học trải nghiệm ở ngoài dưới cờ thì còn tuyên truyền vào trong các lớp, các giáo viên còn cho các em là thực tập thực hành ngay ở trong lớp, ví dụ như là hướng dẫn trong các buổi sinh hoạt cuối tuần đấy, thì hướng dẫn các em là bật tắt điện khi ra vào lớp và hướng dẫn các em là sử dụng tiết kiệm điện thế nào cho an toàn. Cháu đã thấy được tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện sẽ mang lại tài nguyên, sẽ tiết kiệm được tài nguyên cho đất nước, sẽ dự trữ được nguồn năng lượng. Cháu thấy là mình cần phải làm những cái hành động để có thể tiết kiệm được nguồn năng lượng điện. Hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh, siêu thị lớn, trung tâm thương mại trên cả nước có mức sử dụng điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên đã tích cực tham gia ký kết thỏa thuận, tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện để thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã và đang chủ động áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mọi thiết bị đều được giám sát, điều khiển thông qua phòng điều khiển trung tâm như hệ thống điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống an ninh camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy, v.v. Qua đó, góp phần đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận. Đối với chúng tôi, việc sử dụng tiết kiệm điện là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Với tiêu chí này đã giúp cho chúng tôi tiết kiệm tối đa được chi phí và từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì vậy cho nên, ngay từ bước đầu tư xây dựng ban đầu, thì chủ đầu tư cũng như công ty quản lý vận hành, chúng tôi cũng đã rất chú trọng và đầu tư các trang thiết bị hiện đại và thông minh.
thay đổi nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm là một quá trình lâu dài. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, thì mỗi người dân cũng hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để vừa giảm chi phí, đồng thời góp phần vận hành an toàn, ổn định và liên tục hệ thống lưới điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.